Chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vào một hành trình thú vị qua bức tranh thêu tay đặc biệt đến biểu tượng của sự chiến thắng và thành công. Đây là bức tranh thêu tay mà mình đã tạo ra đến mã đáo thành công. Nó thể hiện hình ảnh một chiếc mã chiến thắng sau những nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Bức tranh này mang đến ý nghĩa về sự kiên trì và sự đạt được mục tiêu. Nguồn cảm hứng cho bức tranh này đến từ những hành trình cá nhân và sự nỗ lực vượt qua khó khăn. Mỗi đường kim chỉ đại diện cho một bước tiến trong cuộc hành trình đạt đến mục tiêu. Bức tranh này là một lời nhắc nhở rằng với sự kiên nhẫn và cố gắng, ta có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Hãy cùng mình xem qua từng đường kim chỉ, từng chi tiết mà mình đã thêu. Mỗi đường chỉ là một bước tiến trong việc hoàn thành tác phẩm này. Tôi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để tạo ra một bức tranh thêu mang ý nghĩa sâu xa về sự chiến thắng. Và đó là câu chuyện đằng sau bức tranh mã đáo thành công. Hy vọng rằng bạn cảm nhận được sự cố gắng và tâm huyết mà tôi đặt vào từng đường kim chỉ. Nếu bạn cảm thấy nguồn cảm hứng và muốn chia sẻ với mọi người về quá trình nỗ lực của bản thân, hãy để lại bình luận hoặc nhắn tin cho mình. Đừng quên chia sẻ video này nếu bạn nghĩ nó có thể truyền động viên cho người khác. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình thêu tay tiếp theo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc chia sẻ nào, hãy để lại cho mình biết. Đừng quên theo dõi kênh của mình để không bỏ lỡ những video tương tự trong tương lai. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng mình chia sẻ về sự chiến thắng.